Ủa chị bé này còn bé nào nữa? Đó, bé bên đó nữa. Hai bé. Bé đó ít hơn luôn. Ít hơn nhưng mụn nó sâu lắm. Ừ. Mụn nó viêm ở tú ở dưới da nữa. Ủa hôm nay bé Ri có nhà không con? Ừ, ủa hôm bữa hình như chị đi tới mấy đứa lận mà đúng không? Bữa nhớ dắt nguyên bầy đi luôn mà. Không nhắc mẹ. Kêu nó. Có cháu chị luôn mà đúng không? Ừ, nó cháu. Em nhớ có đứa nào mụn nhiều lắm nè. Có con một cái bé. Ừ, con bé đó đó. Có một cái bé nào mà mụn nhiều quá trời luôn. Bé đó với bé này là vô địch. Nhớ cái bé đó nó mụn nhiều lắm luôn á. Không bằng nhỏ này đâu. Phải không? Ừ. Nè, em nhớ nhầm ta. Em thấy có cái bé nào đó mụn nhiều lắm luôn. Hả? Dạ hả? Không mà bữa đi chung với mấy đứa này nè. Con nhỏ này là nhiều nhất trong đám đó rồi đó. Ừ. Kêu đây hẹn tới hẹn luôn. Ý là con rủ bạn đó đi mà bạn đó hẹn tới hẹn lui hay sao? Không, con rủ được ngày rảnh thì mẹ con bận. À, thì con tự bắt ráp qua đây. Mẹ con cho. Mẹ con không cho con tự bắt ráp. Dạ. Nhưng mà con có biết bắt ráp không? Biết. Ủa mà con có mấy ta? Mà con ở quận mấy? Con ở quận Tân Phú. Tân Phú thì đâu có xa lắm. Mà ba nó không cho. Đi cho nó quen chị. Chị cứ bảo bọc nó quá à. Đi đâu cũng phải có mẹ theo hết trơn á. Bỏ đi ra ngoài sợ ta dụ. Gái đang lớn sợ mấy thằng nó dụ mất. Sao dụ được? Chị phải tin con chị chứ. Đúng không con? Dạ. Sao mà dễ dụ vậy được? Không, mà đứa này nó đang tuổi lớn nó ham chơi dữ lắm luôn. Ở đối diện nhà có con bé mới học lớp 9. Có bầu cái giờ nghỉ luôn. Không học hành gì được nữa. Trời đất, sao có bầu? Quen bạn trai hả? Có bầu. Phải không con, nó mới chưa lên lớp 10 mà phải không? Không biết, hả nè. Như ý năm đó nó chưa lên lớp 10. Vậy thằng cu đó là chắc cũng bốc lịch dữ ạ. Nó cũng còn nhỏ mà. Thì bởi vậy mới nói bốc lịch. Cái thằng cu đó đó. Cái thằng nhỏ đó nó chưa đủ tuổi cũng bốc lịch luôn hả? Cũng bốc lịch luôn chị. Ừ. Ủa thằng chồng nó cũng chưa đủ tuổi luôn hả? Chưa. Mà coi chừng đi cải tạo thôi, đi giáo dưỡng thôi. Chứ em thấy ít hơn được trước á chị. Nhìn vậy thôi chứ ít được trước dày lắm á. Chưa. Em ơi, em chơi chừng 15-20 phút thôi, em chơi quá là không được nha em. Chơi game hả? Em nhỏ này nè. Biết rồi, nhưng mà chơi game hay chơi, chơi gì? Game.
Đây. Còn thuốc bôi không bé? Dạ còn. Con bôi ngày mấy lần? À, nếu rảnh thì hai, bận quá có một. Rảnh thì hai, bận thì một. Nhưng mà rảnh thường xuyên hay là bận thường xuyên? Chắc bận thường xuyên. Bận này là bận của chữ làm biếng chứ không phải bận rộn. Mẹ này, thằng cát khui cao. Ôi, mấy cục này nó bự nè. Nhưng bên đây nó nhiều hơn bên kia hay gì á. Sợ. Có gì đâu, chị Hai đâu có sợ đâu. Chị Hai đã ăn ngứa đúng không chị Hai? Dạ. Chưa, chị Hai đã ăn ngứa này, chị Hai đã không bị đau mấy đâu. Trong ngay cái trái trai nó có một cục to lắm mà không có miệng. Nhìn màn hình nó mới dễ thấy. Đây không thấy đường đâu. Đang xíu nó còn ha.
Nóng không con? Sao đổ mồ hôi dữ vậy? Có hả? Nằm chung cái chỗ này nó nóng. Chạm máy lạnh xuống tí à. Cô cũng nóng luôn nè. Trời mấy mấy này trời nóng luôn. Này sao mấy cục này nó trầy trầy nó vẫn còn nhân trong nè. Nó nặng đó. Không có biết làm. Da mặt nó trầy hết trơn. Nó hoài không chịu nghe. Chắc ngứa nha. Đừng có rờ đi. Không có nhắc đi nữa đâu nha. Cho cái mặt thấy ghê luôn.